Dương Đình Trí tái ngộ Thanh Ngân sau 5 năm đứt gánh giữa đường. Bộ đôi được yêu mến một thời của sân khấu ca nhạc hát chung sau 5 năm xa cách. Dương Đình Trí đầu tư hẳn live show hoành tráng để đón chào Thanh Ngân trở về. Thanh Ngân là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trong suốt nhiều năm qua. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng vẻ ngoài tươi trẻ, giọng hát ấm áp. Dương Đình Trí vào nghề khá muộn sau khoảng thời gian đi du học và tốt nghiệp hai ngành đại học tại Úc. Anh về nước theo tuổi nghề hát với dòng nhạc bolero và dân ca quê hương. Dương Đình Trí còn thành công với bản hit miền Tây quê tôi và thành lập ra chương trình nghệ thuật bước chân hai thế hệ suốt 10 năm qua. Anh vừa là nhà sản xuất, đạo diễn và ca sĩ của chính chương trình này. Trước đó, những ca khúc sông ca của Thanh Ngân, Dương Đình Trí được công chúng đón nhận mạnh mẽ. Có thể kể đến gõ cửa trái tim, đính ước, cô dâu miền Tây, chuyện tình Mỹ Lan, không giờ rồi, sông quê. Chính sự kết hợp tình cảm nồng nàn trên sân khấu khiến bộ đôi bị đồn có tình cảm thật ngoài đời. Trên mạng xã hội còn râm ran thông tin Dương Đình Trí sẽ cưới Thanh Ngân làm vợ. Những clip gán gôi, ghép đôi của hai giọng ca hút hàng triệu view trên Youtube. Tuy nhiên, hai ca sĩ chưa một lần lên tiếng về điều này. Trong lần trở lại cùng Thanh Ngân, Dương Đình Trí đầu tư hãng live show và thu hình do trung tâm bước chân hai thế hệ thực hiện. Anh cho biết, vì những lý do riêng nên cả hai gián đoạn thời gian dài, vì tôn trọng Thanh Ngân, anh giấu kín câu chuyện đằng sau khiến họ không hợp tác xuống 5 năm đằng đẵng. Đến nay, sự trở lại của cặp đôi làm khán giả hào hứng. Love Stories chính là live show đầu tiên của cặp đôi một thời làng nhạc. Đây là chương trình mới toanh do Dương Đình Trí thực hiện. Đối với tôi, Thanh Ngân có một vị trí rất đặc biệt. Từ những rung cảm trên sân khấu đến những câu chuyện đời khiến chúng tôi thấu hiểu nhau. Việc đứt gánh giữa đường suốt 5 năm không ai mong muốn, nhưng đó là duyên số cả hai đành chấp nhận lần trở lại này biết đâu đấy là cái duyên kết nối để tôi và thanh ngân có thể tiến triển tốt đẹp hơn như khán giả mong đợi dương đình trí cho biết ngoài dương đình trí và thanh ngân thì chương trình cũng có sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ ưu tú trương minh quốc thái diễn viên thanh thức huỳnh đông nam ca sĩ nam cường dương hiếu nghĩa phan ngọc luân anh tài cùng sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ nhân dân lệ thủy love stories phát hành trên kênh youtube bước chân hai thế hệ vào quý 2 2019. Nghệ sĩ nhân dân lệ thủy, nàng tô ánh nguyệt của sân khấu cải lương giờ ra sao? Tuy đã ở tuổi 70, nhưng nghệ sĩ nhân dân lệ thủy vẫn miệt mài cống hiến góp phần nếu giữ nghệ thuật cải lương đang dừng mai một, đồng thời mang đến cho khán giả những tiết mục vượt thời gian. Ở tuổi 70, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy hiện vẫn là một giọng ca vàng của làng Cải Lương Việt Nam. Bà vẫn miệt mài đi tới mọi vùng đất để cất tiếng hát cho mọi người. Lệ Thủy, tên thật là Dương Thị Lệ Thủy, về sau đổi thành Trần Thị Lệ Thủy. Lệ Thủy sinh năm 1948 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Là con cả trong gia đình có 8 chị em. Vì vậy, ngay từ nhỏ, cô gái này đã phải học cánh sống độc lập trong một lần, một người trong xóm đã tình cờ nghe lệ thủy hát và giới thiệu bà tới học tại một trường thầy. một thời gian sau, thấy lệ thủy sáng dạ và cũng do hoàn cảnh gia đình lệ thủy quá nghèo, nên thầy đã giới thiệu lệ thủy đi hát tại gánh hát trầm vàng ở biên hòa để có tiền phụ giúp gia đình. trên sân khấu trầm vàng, lệ thủy chỉ phù hợp đóng vai kẻ kép nhí và lần đầu tiên khi lệ thủy ca bài cô bán hoa đèn giấy đã gây ấn tượng cho khán giả bởi chất giọng lạ. Năm đó Lệ Thủy chỉ mới 13 tuổi. Sau một thời gian, Lệ Thủy rời Trâm Vàng để về công ty Kim Chung của ông bầu Trần Viết Long, một đại bang có 7 đoàn hát. Tại sân khấu này, bà đã được soạn giả Ngọc Văn nhận làm con nuôi. Ông viết nhiều kịch bản đưa Lệ Thủy vào đóng từ vai phụ cho đến vai chính. Với vở Bẻ Bàn Duyên Mới, diễn chung với nghệ sĩ Thanh Hải đã đưa Lệ Thủy trở thành cô đào hát chính, sáng giá ở tuổi 15. Sau đó, Lệ Thủy hát ở đoàn Kim Trung Năm. Tại đây, Lệ Thủy đóng cặp với Minh Phụng, tạo thành cặp đào kép ăn ý, được báo chí thời đó phong tặng là cặp bảo biển vì mang lại doanh thu cho đoàn qua các vở, sinh một lần yêu nhau, đêm lạnh chùa hoang, kiếp nào có yêu nhau. Năm 16 tuổi, Lệ Thủy đã giành được huy chương vàng giải thanh tâm. Sau năm 1975, Lệ Thủy gia nhập đoàn Văn Công thành phố Hồ Chí Minh và trở thành diễn viên chính trong nhiều vở diễn như Cây sầu riêng trổ bông, Tiếng sóng rạch gầm, Khi bình minh trở lại. Không chỉ thế, Lệ Thủy còn là giọng ca được khán giả yêu thích qua những bài ca cổ trên sóng phát thanh. Đã có khán giả vi Lệ Thủy là cô đào có nhiều kép, bởi chị đã từng ca rất nhiều giọng nam nổi tiếng trong làng Cải Lương như Diệp Lan, Minh Cảnh, Tấn Tài, Minh Phụng chí tâm thành được minh vương thanh tuấn trọng hữu thanh sang cùng hàng trăm bài ca cổ được yêu thích lệ thủy cũng luôn nằm trong top nằm trong giải thưởng như mai vàng truyền hình htv award Tháng 2 năm 1984, Lệ Thủy Vinh Dự được mời tham gia đoàn nghệ sĩ Cải Lương đi lưu diễn châu Âu. Đây là một sự kiện lớn đầu tiên sau năm 1975, khi một đoàn nghệ sĩ Cải Lương bao gồm những tên tuổi như Diệp Lan, Bạch Tuyết, Ngọc Dầu, Minh Vương, Bảo Quốc thành được cùng tham gia. Chuyến đi đã thành công rực rỡ khi đi đến đâu, khán giả Việt Kiều cũng nhiệt tình ủng hộ cho các vở diễn của đoàn. Từ thành công đó, khi về nước, các nghệ sĩ đã thành lập đoàn hát 284 và trở thành đoàn hát ăn khách nhất trong những ngày đó khi các vở diễn như Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Áo cưới trước cổng chùa, Trắng hoa mai, Kiếp chồng chung, Lôi Vũ. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cho biết vở Tô Ánh Nguyệt diễn nhân dịp khai trương đoàn 284 và do bà và các nghệ sĩ Diệp Lan, Bạch Tuyết, Ngọc Dầu, Minh Vương thành lập và vai diễn tâm đắc nhất bởi đã lột tả được số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Khi cải lương xuống dốc, đoàn 284 giải thể, tuy nhiên Lệ Thủy vẫn là cái tên ăn khách. Cùng với Minh Vương, Lệ Thủy luôn được chọn tham gia khi các show cải lương được tổ chức. Lệ Thủy đã cùng với Diệp Lan, Minh Vương xây dựng chương trình những dấu ấn không phai để quy tụ nhiều nghệ sĩ trình diễn lại những vở diễn kinh điển. Bên cạnh đó, Lệ Thủy cũng mở chương trình sân khấu vàng để quyên góp tiền giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo. Năm 2012, Lệ Thủy đã vinh dự nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho những đóng góp của mình. Một điều khá độc đáo là năm nay đã bước vào tuổi 70, nhưng giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vẫn ngọt ngào, vang rền và không bị phai nhạt theo thời gian. Nhiều nghệ sĩ đã phải giải nghệ, nhưng với Lệ Thủy, bà vẫn miệt mài đi tới mọi vùng đất để cất tiếng hát cho mọi người. Đã có lần Lệ Thủy bảo, tôi chỉ có giọng hát để trao tặng cho khán giả, nên khi còn hát được tôi sẽ hát. Đó là sự tri ân của tôi với khán giả đã yêu mến tôi, đặt niềm tin nơi tôi. Soạn giả Viễn Châu từng nói, Lệ Thủy có một giọng ca hiếm hoi trong làng cổ nhạc với chất giọng pha tha cổ và những được báo giới Sài Gòn phong tặng giọng ca chuông ngân. Trong khi đó, nghệ sĩ Diệp Lan cũng khẳng định Lệ Thủy là cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương. Vào tháng 12 tới đây, khán giả sẽ được thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy trong live show Yêu Người, Yêu Đời để kỷ niệm 35 Nghệ sĩ Lệ Thủy xúc động khi gặp lại nghệ sĩ Thành Được. Phút giây hội ngộ sau nhiều năm của hai danh ca Lệ Thủy thành được đã là khoảnh khắc đáng nhớ trong đời của họ. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy tâm sự về cuộc gặp gỡ đầy xúc động này. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy bật khóc khi nghe nghệ sĩ Thành Được ca, vợ của ông. Cô Liên đứng bên cạnh an ủi sự xúc động của hai danh ca trong cuộc hội ngộ này. Tôi sang Mỹ biểu diễn chương trình Bước chân hai thế hệ cùng với con trai là ca sĩ Dương Đình Trí. Chúng tôi đã đến San Jose và đến thăm nghệ sĩ Thành Được. Năm nay ông đã 83 tuổi, trông rất khỏe. Gặp lại tôi, ông vui mừng và nhắc lại những câu chuyện cảm động của thời còn đi hát ở quê nhà. Biết bao năm qua xa xứ, nhưng ông vẫn nhớ như in trong tâm trí mình những lời ca, điệu hát và những câu chuyện về nghề. Tôi quý mến ông vì ông luôn là người anh tinh thần trong nghề, dìu dắt bảo ban đàn em và hết lòng binh vực những người yếu thế. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy bày tỏ. Nghệ sĩ trí Tâm, đàn cho nghệ sĩ Thành được ca. Bà cho biết, đã bật khóc khi nghe nghệ sĩ Thành được ca bài vọng cổ 25 năm làm thân viễn sứ và xuân đất khách của soạn giả Viễn Châu. Nghệ sĩ Thành được còn ca hay lắm, giọng ca truyền cảm như ngày nào. Nghệ sĩ Chí Tâm đã đờn cho ông ca, tôi không cầm được nước mắt. Nghệ sĩ thế hệ của chúng tôi đã lùi vào quá khứ, hào quang vẫn chỉ còn là những vai diễn, vẫn luồn tin ẩm trong tâm trí người xem. Hiếm hoi lắm mới có những cuộc hội ngộ như thế này và nghe ca những bài vọng cổ để nhớ sàn diễn. Ước mơ của ông là thực hiện xuất hát tại quê nhà nhưng vẫn không thể thực hiện vì sức khỏe của ông không cho phép, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy chia sẻ. Với bà, từ sau xuất diễn năm 2010 khi các nghệ sĩ tại Mỹ tổ chức chương trình vinh danh Vui và Vọng Cổ, Viễn Châu, nửa thế kỷ bài Tân Cổ Giao Duyên, bà đã gặp nghệ sĩ Thành Được tại quận Cam. 7 năm qua, biết bao lần bà sang Mỹ nhưng vẫn chưa sắp xếp được thời gian và có cơ hội để đến thăm nghệ sĩ Thành Được nghệ sĩ Thành được nhắn nhủ với khán giả mộ điệu rằng ông rất nhớ sân khấu quê nhà, nhớ những nghệ sĩ đồng nghiệp. Tại Mỹ có ba nghệ sĩ tiền bối được các nghệ sĩ nhiều thế hệ yêu quý, đó là anh Bảy Văn Chung, anh Hai Thành Được và anh Hai Diệp Lan. Các ông là người vẫn còn đam mê nghề, hết lòng trân quý nghệ thuật ca diễn, nên có cơ hội thì trổ tài ôn lại kỷ niệm với chúng tôi. Đối với tôi, cuộc hội ngộ này thật sự nhiều ý nghĩa, nghệ sĩ nhân dân lệ thủy tâm sự nghệ sĩ Thành được và Út Bạch Lan trong cuộc hội nộ năm 1998 tại Mỹ. Nghệ sĩ Chí Tâm bồi hội cho biết anh đờn guitar để nghệ sĩ Thành được ca và hết sức xúc động. Tôi biết những gọt nước mắt của chị Lệ Thủy không phải vì chạnh lòng trước sự khắc nghiệt của thời gian đã cướp dần đi nét thanh xuân của mỗi chúng tôi, mà vì chị nghĩ sẽ không còn cơ hội nào để hội ngộ và nghe đàn anh ca cho mình thưởng thức nữa. Nghệ sĩ Chí Tâm bộc bạch suy nghĩ khi chính anh cũng vui mừng trước cuộc hội ngộ bất ngờ này nghệ sĩ Thành Được được trò chuyện cùng nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và bà Bầu Thúy Uyển. Nghệ sĩ Thành Được tên thật là Châu Văn Được, sinh năm 1934, tại kế sách Sóc Trăng, trong một gia đình phú nông tại xã An Mỹ, huyện kế sách tỉnh Sóc Trăng. Sau khi học xong tiểu học, ông theo cậu ruột là bầu gánh hát cải lương Thanh Cần để học hát và lên sân khấu diễn lần đầu tiên vào năm 1954. Trong gánh hát của người cậu, sau 2 năm, ông đã nổi bật trong vai Tô Điền Sơn, vỡ khi hoa anh đào nở. Năm 1958, Thành được đề về đoàn Kim Trưởng, sau đó với đoàn Thanh Minh, Thanh Nga rồi trở lại Kim Trưởng. Năm 1961, ông kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan. Hai người cũng trở thành cặp diễn nổi tiếng trong các vở Con gái chị Hằng, Tấm lòng của biển, Bọt biển, Chuyện tình 17, Tình xuân muôn nổi, rồi 30 năm sau, Giấc mộng giữa hoàng lăng. Nhưng đặc biệt hơn cả là vở Nửa đời hương phấn. Đến năm 1964, hôn nhân của họ bị tan vỡ. Năm 1966, nghệ sĩ Thành được đoạt giải Thanh Tâm với vai diễn tướng cướp thi đằng vỡ tiếng hạt trong trăng.